Sách Thi Thiên chương 9. Cảm tạ đức công chính của Đức Chúa Trời. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng theo điệu Mút La Bên. Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài. Con sẽ ca tụng danh của Ngài. Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước, chúng vấp ngã và bị hủy diệt. Vì Chúa bên vực quyền lợi chính đáng của con, Chúa ngồi trên ngai mà phán xét công minh. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng. Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời, Chúa phá đổ các thành của chúng, ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va cai trị đời đời, Ngài thiết lập ngôi mình để phán xét. Ngài sẽ phán xét thế gian theo sự công chính, lấy lẽ công bằng mà xét xử các dân. Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức, là chốn nương thân trong lúc gian truân. Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy loan báo công việc Ngài giữa các dân. Vì đấng báo thù huyết nhớ đến kẻ khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu cứu của họ. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con. Xin đoái xem nỗi đau khổ do kẻ thù con gây nên. Ngài là đấng đem con lên khỏi cổng sự chết, để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa tại cổng thành con gái Si-ôn. Con vui mừng vì sự giải cứu của Ngài. Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã đào, chân của chúng mắc vào lưới mà chúng đã giăng. Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý. Kẻ ác mắc bẫy do chính tay chúng đã gài. Kẻ ác phải đi vào âm phủ. Tất cả các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đừng để người phàm thắng thế. Nguyện các nước bị phán xét trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin khiến chúng sợ hãi. Nguyện các dân biết rằng họ chỉ là người phàm. Sách Ma-thi-ơ chương 9. Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh bại liệt. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, vượt biển trở về thành phố quê hương. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng: Người này nói phạm thượng. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ nên phán: Tại sao trong lòng các ngươi lại có ý xấu như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng, con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Đức Chúa Giê-xu kêu gọi Ma-thi-ơ, sự kiên ăn. Rời nơi ấy, Đức Chúa Giê-xu thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thu thuế. Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Ma-thi-ơ đứng dậy đi theo Ngài. Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài. Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài: Tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Khi nghe điều đó, Đức Chúa Giê-xu phán: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi và học cho hiểu ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế, vì ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Khi ấy các môn đồ của giang đến hỏi Đức Chúa Giê-xu: Vì sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu đáp: Có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ thì lúc ấy họ mới kiêng ăn.
Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn. Con gái Giê-ru và người phụ nữ trong huyết. Lúc Đức Chúa Giê-su còn đang phán những lời này thì có viên quản lý nhà hội đến, quỳ gối nài xin: "Con gái tôi vừa chết, xin thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống." Đức Chúa Giê-su đứng dậy cùng các môn đồ đi theo viên quản lý. Bấy giờ có một phụ nữ rong huyết đã 12 năm đến đằng sau và chạm vào gấu áo ngài. Vì bà tự nghĩ rằng nếu chỉ chạm được áo ngài thôi, ta sẽ được lành. Đức Chúa Giê-su quay lại, thấy bà thì phán: "Hỡi con, hãy yên tâm, đức tin của con đã cứu con." Ngay giờ đó, người phụ nữ này được lành bệnh. Đức Chúa Giê-su vào nhà viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào. Ngài bảo: "Hãy lui ra, bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Chúng nhạo cười ngài. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. Tin này được loan ra khắp vùng đó. Đức Chúa Giê-su chữa các tật bệnh khác. Khi Đức Chúa Giê-su rời nơi đó, có hai người mù đi theo ngài và kêu rằng: "Con vua David ơi, xin đoái thương chúng con." Sau khi vào nhà, hai người mù đến gần ngài. Đức Chúa Giê-su phán với họ rằng: "Các con có tin ta làm được điều các con ao ước không?" Họ đáp: "Thưa Chúa, chúng con tin." Ngài chạm vào mắt họ và phán: "Các con tin thế nào thì sẽ được thế ấy." Mắt họ liền được sáng. Đức Chúa Giê-su nghiêm giọng bảo họ: "Hãy thận trọng, đừng cho ai biết việc này." Nhưng họ đi ra và đồn danh ngài khắp vùng. Khi rời nơi ấy, người ta đem đến cho ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Dân chúng rất kinh ngạc, nói rằng chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Tuy nhiên, người Pharisee lại nói: "Ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ." Đức Chúa Giê-su đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của ngài." Sách Áp-đia. Ê-đôm kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống. Khải tượng của Áp-đia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm: "Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: Hãy dấy lên, nào chúng ta hãy tuyên chiến với nó. Này, ta đã làm cho ngươi trở nên nhỏ bé giữa các nước, ngươi sẽ bị khinh thường lắm. Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi là kẻ ở giữa những vần đá, sống ở trên cao. Ngươi tự nhủ rằng: Ai có thể xô ta xuống đất? Dù ngươi bay cao như chim ưng, dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó." Đức Giê-hô-va phán vậy. Sự hung ác của Ê-đôm bị báo trả. Ôi, ngươi sẽ bị hủy diệt. Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến nhà ngươi, chẳng lẽ chúng chỉ cướp vừa đủ thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, chẳng lẽ chúng lại để sót lại một vài chùm nho sao? Ê-sau sẽ bị lục soát là thế nào? Những đồ châu báu giấu kín của nó sẽ bị khám xét là thế nào? Tất cả đồng minh của ngươi đã đuổi ngươi đến tận biên giới. Những bạn bè của ngươi thì đánh lừa và áp đảo ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì gài bẫy ngươi, nhưng chẳng hiểu biết gì cả. Đức Giê-hô-va phán: "Trong ngày đó chẳng phải ta sẽ hủy diệt những kẻ khôn ngoan khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh. Mọi người bị tàn sát và tiêu diệt khỏi núi Ê-sau. Ê-đôm ngược đãi anh em mình.
Vì sự tàn bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, nên ngươi sẽ bị hổ thẹn và bị hủy diệt đời đời. Trong ngày ngươi đứng nhìn kẻ thù cướp của cải nó, quân ngoại xâm tiến vào cổng thành nó và bắt thăm chia thành Jerusalem, thì ngươi giống như một người trong bọn chúng. Lẽ ra ngươi chẳng nên hả hê nhìn anh em ngươi trong ngày tai họa của nó. Đừng nên vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa. Cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Ngươi chẳng nên vào cổng thành dân ta trong ngày nó bị tai họa. Đừng hả hê nhìn nó mắc nạn trong ngày nó bị khốn khó. Chớ nên cướp lấy của cải nó trong ngày nó bị tai họa. Ngươi chẳng nên đứng nơi ngã ba đường để diệt những kẻ chạy trốn của nó và nộp những kẻ còn sống sót của nó trong ngày nó gặp nguy nan. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên tất cả các nước. Bấy giờ, người ta sẽ làm cho ngươi những điều chính ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì tất cả các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy. Phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng sẽ vốn như không hề có. Chiến thắng cuối cùng của Israel. Như trên núi Si-ôn sẽ còn lại những người trốn thoát, núi ấy sẽ là thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sẵn nghiệp mình. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa. Nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà họ sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn ai sống sót, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Những người ở Nê-gép sẽ được núi của Ê-sau. Những kẻ ở Sơ-phê-la sẽ được đất của người Philistin. Họ sẽ được cánh đồng của Ê-phra-im và cánh đồng của Samari. Những người Benjamin sẽ được đất Gala-át. Những kẻ bị lưu đày của quân đội Israel ở giữa Canaan sẽ chiếm được đất cho đến Sarepta. Những người từ Jerusalem bị lưu đày ở Sepharad sẽ được các thành ở Negev. Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để phán xét núi Ê-sau. Còn vương quốc thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.